Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống cái đảo lộn cuộc sống của tôi hết đó. Bất ngờ chợt một ngày bốc làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, dù từng ngày phải lo xa. Ôi thôi nghĩ suy sao mệt quá. Hãy ở bên cha dù thời gian qua, chưa hay trách con, chưa hay mắc lạ. Để rồi khi ta chung một nhà, hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quên ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười hà. Hãy ở bên cha đừng vội rời xa, cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những bước con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Trời ơi, thôi làm ơn ngồi xích ra giùm tôi được không? Ở dưới đã xà nẹo, tôi mang nhục rồi hà. Bây giờ có con nít ở đây ngồi xa ra giùm tôi chút xíu đi. Đứng xích vô đây. Đứng xích vô đây. Ba làm gì sai? Ba làm cái gì sai để tụi con đối xử với ba như vậy? Hả? Bữa nay không trị tội xứng đáng, tôi không phải là Nguyễn Thanh Tùng nữa. Chú thôi, từ từ nói chú. Thôi cái gì mà thôi? Có biết được cái cảm giác người bị người ta vẽ cái con cọp trên đầu như vậy không? Ba ơi ba, con mèo mà. Cãi nhau nữa hả? Bây giờ vẽ con mèo, tôi nấu mới thành con cọp, kể tôi. Tôi là con gì kể tôi. Anh. Thôi chú. Anh bình tĩnh. Anh dạy con mà anh phải từ từ chứ, anh hiểu không? Tụi nó là con nít mà, có biết cái gì đâu mà anh vậy. Anh làm vậy anh đang làm khó tụi nó, anh đang làm khó anh. Chuyện đó là chuyện của tôi, để tôi dạy tụi nó. Nhưng bây giờ anh hiểu không? Anh dạy anh la tụi nó vậy, tội nghiệp tụi nó chứ. Bây giờ sao? Bây giờ nếu mà tụi nó khó dạy quá, khó nuôi quá thì thôi, mình trả về cho cha mẹ nó. Anh hiểu không? Em nói cái gì vậy? Em nói gì? Em biết cha mẹ nó bị cái gì mà nói tùm lum vậy? Nhắc lại nỗi đau của nó làm gì vậy? Thôi nín đi, nín đi, nín đi, thôi chị dẫn đi mua kẹo nha. Đi, thôi đi mua kẹo ăn. Thôi ngồi xuống. Nín. Tụi con làm sai. Tụi con làm sai, tụi con còn góp cái gì nữa? Ha, nín không, nín không. Trời ơi, hai đứa khóc một hồi nữa ông Đức, ông bắt tôi lên công an hai người mới vừa lòng hả? Nín. Ngoan, chị Thương, em đừng có khóc nữa nha. Khóc cái gì? Khóc ra, ha, còn khóc ra tôi đuổi ra đường luôn rồi nha. Nín. Phải phạt mới được. Một tiếng nữa là tôi đi học. Tôi cấm hai đứa bước chân ra khỏi nhà, không cho ăn, không cho uống luôn. Trời ơi chú, nó là con nít mà chú nhốt trong nhà vậy sao được? Đúng. Anh Tùng nói vậy là đúng. Con nít nó hư là mình phải dạy, mà dạy là mình phải phạt. Đúng, phải giam, phải nhốt. Trời, chị nhốt hai đứa con nè chị Hoàng. Chị, em nói chị am hiểu về con nít quá ha. Trời, chị có hai đứa con mà cứ chị nhốt hai đứa con chị ở nhà hoài. Ồ, vậy thôi em nghĩ vậy nè. Thôi cho hai đứa nhỏ lên ở chung với nhà chị đi nha. Có, chị có hai đứa con đó. Em chơi chung đi, được không chị? Alo. Em xin lỗi. Rồi về liền. Bận rồi. Alo. Rồi sao? Biết rồi, hiểu rồi, đang về. Hết nói nổi. Nói đó. Cái gì? Bây giờ để tôi xử tụi nó. Thôi đừng có xử nữa. Thôi chú có công việc chú cứ đi làm đi. Để con trông chừng hai đứa nhỏ rồi con trông nhà chú cho. Con cho tụi nó ăn uống được không? Được. Vậy cảm ơn à. Cảm ơn mà lạc mặt ta vậy. Chú cảm ơn nha. Chưa xong đâu nha, tôi đi họp về tôi xử tiếp à. Không có gì nữa hả? Không có gì nữa. Con đói quá, ba đừng quạt con nữa. Con đói ba. Thôi mà, ông đừng có diễn xuất với tôi ở đây nha. Hai người luôn đó có năng khiếu diễn xuất lắm. Đi học đi rồi mới có tiền đồ tươi sáng. Trời ơi, nãy làm tôi mang nhục ở dưới à. Tôi chưa xử lên này đã khóc trước rồi à. Thôi, chú đi làm đi. Đi đi. Để con ở nhà nhớ lo cho nó ăn uống nha. Tôi nói ông nghe. Sao? Ông suy nghĩ cho kỹ đi. Cái này rõ ràng rằng là bạo hành trẻ. Bạo hành trẻ? Đánh đập trẻ. Cái gì? Đâu phải khi khổng khi không mà con nít đó là. Phải có cái gì nó mới la, nó mới khóc. Đúng không? Phải khi không nó la sao? Đúng rồi. Ví dụ như con kiến nó cắn ở chút xíu thì ui da. Nhưng mà cũng là có con kiến cắn anh cũng đau. Chứ không phải phải khổng khi không đã đang ngồi vậy cái ui da. Đúng rồi. Đang ngắm sông ngắm biển đâu đẹp mà. Có cái hồ nước trước mặt mình. Công viên đẹp quá.
Ôi da, bộ điên hả? Ai làm được đúng không? À. Đó, rồi cái vụ như nè. Có đau không? Không. Có đau không? Bình thường. Có đau không? Bình thường luôn. Đó. Ôi da, đau không? Đau. Như vậy là phải có bạo hành mới đau. Đúng rồi. Bởi tôi nói rằng là mình là người lớn, mình thấy mấy đứa trẻ, mấy đứa con nít đang tuổi cháu nội cháu ngoại mình, mình thương lắm. Mà mình thấy nó bị như vậy thì mình phải làm sao? Bây giờ tôi nói cho ông nghe nè. Bây giờ tôi với ông phải lên công an. Đúng. Ủa lên công an chị? Mình thưa nó. Sao mày thưa? Mình kiện nó vì cái tội bạo hành trẻ em. Mình là người lớn, mình thấy chuyện bất bình mình phải ra tay. Đúng không? Đúng rồi. Mà ông có chắc chắn vậy không? Chắc chắn vậy nhưng mà có bằng chứng không lên thưa? Thì bằng chứng là ông nè. Ông mới nói đó. Thì đó. Vậy đó. Vậy đó phải không? Bây giờ lên công an. Nếu mà không có bằng chứng, không có đúng như vậy á, thì ông á sẽ bị thằng Tùng á nó kiện ngược lại về cái tội vu khống. Thậm chí ông có thể bị bắt bỏ tù nữa. Nói tù vu khống. Ông vu khống đó. Ê, đúng rồi. Ông vu khống đó, ông nói đó, nó bạo hành trẻ em. Mà ông cháu. Chắc vậy. Chắc cái vụ mà ông thấy nó bạo hành trẻ em không? Ông kỳ cục không? Tao ngồi đây tôi kể chuyện cho ông nghe. Tôi nói ông nghe để mình suy diễn thôi, cho nó vui thôi. Chứ giờ ra công viên ngồi mà nói gì giờ? Mà ngay ông chắc cái gì ông nội? Tự nhiên cái gì vu khống rồi ở tù gì đây? Ông kỳ, tao đang tập thể dục mà kỳ không? Ủa, vậy là sao? Cà đen về đi. Gà rán đã xuất hiện tại căn nhà của chúng ta. Từ từ con, nóng. Từ từ, ba nói nóng để ba làm cho. Giật là ba không làm luôn á. Để ba làm cho con biết cái gì cũng đụng vô hồi nó phỏng tay. Nhanh đi ba, nhanh đi. Trời ơi. Con có 6 cái râu trên mặt của con luôn á. Trời ơi, mà cái mặt của con nó gọn á, 6 cái râu nhẹ hết trơn. Râu gì? Trời. Trời ơi. Em dễ mặt chị hả? Bình tĩnh. Tôi có kinh nghiệm trong cái vụ mà bị vẽ lên mặt lắm. Để tôi nha. Ở đây nha, không được phá hay chưa? Trời ơi, chú rau nhở. Ra, nhưng mà phải biết cách lau. Mình phải nhúng xíu nước vô cho nước ướt. Con chạy ra coi ai kìa. Nhà con khách. Đây. Ờ, nè đó. Lau từ nhẹ như vậy. Nhẹ như vậy nè. Từ từ cứ nhẹ thế này. Cái gì vậy? Đất thiệt chưa? Trời ơi quá đất rồi, con ơi là con. Cũng may nhờ cô Linh của chị cho nên tôi tới đây kịp. Mấy người làm cái gì định hãm hại đời con gái của tôi đúng không? Cái đồ biến thái. Con làm gì đâu chú Đức? Trời ơi, có cái mặt của mày kìa. Trời đất ơi, hủy hoại nhan sắc con gái tụi hả? Làm cái gì trên mặt nó vậy? Trời ơi, chú quá lời rồi. Chú Đức ơi, có làm cái gì đâu. Chị làm cái gì, mình làm cái gì đó? Dạ dạ, không phải hai đứa nhỏ nó vẽ chứ chú Tùng không có làm gì con hết trơn á. Không làm hả? Mấy đứa nhỏ vẽ nào? Chính nó cầm chì giết mà. Sao mình định lấy khung mặt con gái tao, rồi mai mốt mình giật, mày dùng dao nhọn ông rạch mặt nó đúng chưa? Hủy hoại nhan sắc con gái tao đúng chưa? Chú quá lời rồi chú ơi, con có làm đâu chú. Chú hỏi có ai làm hả? Sao? Dạ tụi con làm á. Mấy đứa tụi con làm hả? Dạ. Thấy chưa? Thấy cãi. Bây giờ như vậy, hai đứa tụi con đứng yên ở chỗ này. Ông sẽ tìm cách, ông sẽ giải cứu cho tụi con. Nghe rõ chưa? Đây. Vậy vậy nhìn kia. Trời ơi, cái gì vậy? Hãy cãi tôi, cái này là tự nhiên tôi quýnh quát lên. Tôi lính quýnh, tôi đi tìm con gái tôi, hiểu chưa? Ủa, lính quýnh là gì không? Có nghĩa là ông tình ta lính. Lính quýnh hiểu không? Không có nói nhiều, mày cười hả? Đi ra khỏi đây. Đi. Khoan bác. Cái gì? Còn gà rán nữa. Mày đi về nhà tao chiên cho mày một chùa. Đi liền. Đi. Rồi, vô ăn. Đây. Ôi ba.
Mày che cái gì? Mày che cái gì? Ai cho phép mày qua đây? Hả? Trời ơi, mày đặt vẽ con mèo rồi nữa. Mày vẽ mặt nó con mèo, nó vẽ lại mày con mèo hả? Hả? Tao mới là hổ dữ nè, cho mày biết vậy đó. Ba kỳ quá à. Con qua chơi với hai đứa nhỏ thôi mà, có gì đâu. Trời, hai đứa nhỏ mày có biết không? Hai đứa nhỏ là gì? Cái thằng này mày biết không? Là cái con người biến thái. Mày nghe rõ chưa? Nó là cái phường biến thái. Nó bạo hành đe, mày nghe chưa? Nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi, nó lớn cho Tùng nghe cho Tùng buồn rồi sao? Buồn cái gì? Một cái loại ác nhân như vậy mà nó không hề nó biết buồn là gì hết. Nó là biến thái, tao cấm mày giao du với nó, mày nghe chưa? Trời ơi, người ta người đàng hoàng mà, bá kỳ quá à. Sao mày biết nó đàng hoàng? Mày chỉ nhìn vô nó thôi. Mày nhìn nó thôi, mày nhìn vào đôi mắt nó thôi. Từ đôi mắt đó mày đánh thẳng, thẳng thẳng tất cả cái mạch máu nó xuyên tới có con tim. Tức là cái tấm lòng của nó không có được thiện. Mày nghe chưa? Trời ơi, con đâu có gì với chú Tùng đâu. Con chỉ thích hai đứa nhỏ thôi. Nghĩ sao mày thích con người ta? Má, tao nói mày nghe. Nó nói là con của bạn nó hay là con gì đó, nó đem về nó nuôi hả? Biết đâu là con rơi, con rớt của nó rồi sao? Biết đâu được. Mày nhìn vô rồi mày khổ cả đời mày đó. Tao cấm mày nghe chưa? Cấm mày bước chân qua đây. Mày nhớ rõ, ngày này, tháng này, năm này là... Hôm nay ngày mấy? Chút về dở lịch coi. Mà nhớ, dở lịch lên coi. Xong xé cái tờ lịch đó, tao sẽ dán một cái cạch trước cửa. Nghe rõ chưa? Cấm tụi mày bước chân qua đây. Bước chân qua cái ngôi nhà, cái căn phòng chữ D2-0203. Mày cười em mày. Nghe, mày vui lắm hả mày cười? Mày vui lắm hả mày cười? Let's go! Let's go!